Một trận bão tuyết bất thường vừa xuất hiện và phủ trắng toàn bộ thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg vào ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương. Ngay sau đó, nhiệt độ nhanh chóng tụt thấp khiến giao thông ở đây trở nên hỗn loạn. Theo các nhà khí tượng, mặc dù thành phố Saint Petersburg nằm ở gần với đới Bắc Cực, nhưng một trận bão tuyết như đang diễn ra là điều hết sức hiếm hoi. Vào đêm ngày 13 tháng 11, nhiệt độ tụt xuống còn âm 14 độ C, trong khi nhiều nơi tuyết rơi dày tới 500 mm. Nhiều chuyến bay đã phải hủy trong khi các đường cao tốc được thông báo sẽ đóng cửa cho tới khi bão tuyết qua đi.